Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Mazda 2 Một mẫu xe sedan cỡ B được nhập khẩu nguyên chiếc Và mẫu xe Mazda 2 này cũng quá quen thuộc đối với nhiều anh em rồi Nếu mà anh em thường xuyên theo dõi giá cả biến động trên kênh xe Việt thì anh em cũng nắm được Mazda 2 có phiên bản tiêu chuẩn, giá bán rất thấp Giá bán còn thấp hơn cả chiếc Hyundai i10 bản đủ Nhưng Mazda 2 là xe nhập khẩu nên anh em không được hỗ trợ thuế Giá xe lăn bánh ra biển số của chiếc Mazda 2 so với chiếc i10 thì sẽ tương đương nhau nên tùy anh em lựa chọn. Còn từ phiên bản thứ hai của dòng Mazda 2 trở lên, đó là bản Luxury thì giá bán cao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn khoảng gần 70 cho đến 80 triệu thì lại khác biệt hoàn toàn. Mazda 2 bản Luxury thì lại cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe sedan cỡ B như là chiếc Hyundai Accent bản AT tiêu chuẩn, Honda City phiên bản G và chiếc Toyota Vios phiên bản E CVT. Nhưng Mazda 2 Luxury có chút bất lợi đó là chính sách hỗ trợ thuế, anh em không được hỗ trợ giá xe tăng 16 bánh của Mazda 2 so với ba đối thủ còn lại cao hơn khoảng 20 cho đến 30 triệu tùy từng địa phương. Và phiên bản thứ ba dành cho chiếc Mazda 2 đó là chiếc Mazda 2 AT bản Premium. Phiên bản này giá bán hơn 500 triệu và cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản như là City L, Accent AT đặc biệt, Vios bản G và cũng như hai phiên bản còn lại thì bất lợi đó là không được hỗ trợ thuế. Hôm nay là những ngày giữa tháng 10, chính sách bán hàng dành cho mẫu xe Mazda 2 vẫn ổn định, không có gì thay đổi cả. Chỉ có cơ chế linh động giảm thêm tiền mặt cho anh em tại cơ sở bên em và mức giảm hiện tại cho anh em ít nhất là 5 triệu. Trong video ngày hôm nay, em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng của từng phiên bản Mazda 2 để anh em nào đang tham khảo và có dự định mua xe, anh em xem video để có những thông tin rõ ràng nhất. Từ đó anh em có cơ sở để đưa ra quyết định mua xe cho phù hợp và mời anh em cùng xem chi tiết. Phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Mazda 2 sedan bản AT tiêu chuẩn. Về thông số kỹ thuật, Mazda 2 sử dụng động cơ 1.5 kèm hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại là 110 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Khoảng sáng gầm xe là 14 cm. Xe trang bị phanh đĩa cả 4 bánh, mâm đúc 15 inch. Xe trang bị cụm đèn pha dạng bóng led có tự động cân bằng góc chiếu, có đèn ban ngày dạng bóng halogen, cụm đèn hậu dạng bóng halogen, có gương chiếu bên ngoài chỉnh điện. Xe trang bị ghế nỉ chỉnh cơ, xe có màn hình thông tin dạng cơ điện tử. Xe chỉ có màn hình audio thôi và điều hòa là điều hòa cơ xe trong bị chìa smart key để nổ bằng nút bấm hệ thống âm thanh xe trang bị 4 loa hệ thống an toàn xe trang bị hai túi khí cùng với những tính năng an toàn cơ bản như là chống bó cứng phanh phân phối được phanh điện tử hỗ trợ được phanh khẩn cấp cảnh báo phanh khẩn cấp cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo khởi hành ngang sốc. giá bán theo chính sách của nhà máy vẫn ổn định ở mức 408 triệu và cơ chế linh động cho anh em tại hai cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giảm tiếp tiền mặt và thời điểm này khoảng 5 triệu tùy từng thời điểm thôi ạ. Với giá bán như trên, giá xe ra biển số năm bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội, ra biển số sẽ là 481 triệu và cần trả trước 134 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 462 triệu, cần trả trước 115 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 453 triệu, cần trả trước 106 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 473 triệu, cần trả trước 126 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là khoảng 346 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 5,6 triệu, tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Mazda 2 Sedan bản Luxury. Phiên bản này giá bán cao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn khoảng hơn 70 triệu cho đến 80 triệu. Như vậy anh em có thể thấy là chiếc Mazda 2 AT Sedan tiêu chuẩn mục đích chủ yếu là cạnh tranh với các mẫu xe hạng A. Còn bắt đầu từ bản Mazda 2 AT Sedan Luxury là cạnh tranh với các mẫu xe nằm trong phân khúc sedan cỡ B rồi. Về thông số kỹ thuật, Mazda 2 Sedan bản AT Luxury có những trang thiết bị vượt trội hơn so với phiên bản tiêu chuẩn như sau. Xe trang bị là la răng hợp kim đúc 16 inch, có i stop, cụm đèn pha để có thêm cảm biến tự động, có đèn ban ngày dạng bóng led, gương chiếu hậu bên ngoài thì có tích hợp thêm chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ và xe được trang bị gạt mưa tự động về nội thất xe trang bị ghế da pha nỉ xe trang bị màn hình giải trí thông tin 7 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto hệ thống điều hòa xe trang bị điều hòa tự động về hệ thống âm thanh xe trang bị 6 loa nội thất thì gương chiếu hậu có chống chói có lẫy chuyển số trên vô lăng về hệ thống an toàn xe trang bị thêm cảm biến sau so, camera lùi và điều khiển hành trình cruise control, control giá bán theo chính sách của nhà máy vẫn ổn định ở mức 484 triệu vẫn có cơ chế linh động cho anh em khi mà anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh bên em. Với giá bán này, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em sau. Anh em ở Hà Nội, giá biển số sẽ là 566 triệu, cần trả trước 154 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 546 triệu, cần trả trước 135 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 536 triệu và cần trả trước 125 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 556 triệu, cần trả trước 144 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng, gói vay tối đa là khoảng 411 triệu, trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,7 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất cho chiếc Mazda 2 sedan, đó là bản Premium. Về thông số kỹ thuật, phiên bản này có những trang thiết bị vượt trội hơn so với phiên bản Luxury như sau. Xe trang bị 6 túi khí, có thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện căn ngang. Và giá bán theo chính sách của nhà máy vẫn ổn định, giá bán cho anh em là 508 triệu, vẫn có cơ chế linh động cho anh em nữa. Với giá bán này, giá sẽ ra biển số năm bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cụ thể cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội, giá biển số sẽ là 592 triệu, cần trả trước 160 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 572 triệu, cần trả trước 141 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 562 triệu, cần trả trước 130 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 582 triệu, cần trả trước 150 triệu. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng, gói vay tối đa là khoảng 431 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Giá xe ra 65 bánh của các phiên bản Mazda 2 em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể xem trên màn hình. Chưa bao gồm bảo hiểm thất vọ cùng với những khoản chi phí dịch vụ ngoài. Anh em mua trả góp thì hai khoản này sẽ bắt buộc. Còn anh em mua trả thẳng thì tùy nhu cầu của anh em không bắt buộc. Về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Mazda 2, tùy vào nhu cầu của anh em anh em cần màu gì thì liên hệ với nhân viên bên em để bên em kiểm tra kho xe và cập nhật cho anh em tại điểm đó như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda 2 em cập nhật cho anh em cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em